Nếu như mà trong tầm giá thấp thấp trước đây mình hay giới thiệu KZ ý, thì bây giờ tầm giá này chúng ta sẽ có thêm một đại diện nữa. Và theo như mình thấy thì trường phái của họ nó cũng hơi hơi có điểm tương đồng và cũng hơi hơi có điểm khác so với KZ, và đó chính là Weezer. Mình đã có giới thiệu một sản phẩm của Weezer lần trước rồi, một chiếc tai nghe không dây có thiết kế rất là đẹp và trong tầm giá chỉ có hơn 1 triệu. Lần này thì cũng nó chỉ là vài trăm nghìn, cụ thể 500 nghìn. Thì chúng ta sẽ có một cái tai nghe mà theo như mình thấy, nếu như so với KZ và cái sản phẩm lần này, theo như quan điểm của mình thì ở trong tầm giá 500 nghìn nó còn có đôi phần nhỉnh hơn về thiết kế. Thật sự và khó có thể tin được đây là một cái hộp của sản phẩm chỉ có 500 nghìn. Trông nó rất là kiểu, mình cũng không biết trường phái này gọi là cái gì nữa, nhưng mà cái cách thiết kế ở đây trông nó khá là độc đáo, nó tương đối hay. Với mình thì mình thiên về cái trường phái kiểu nhã nhã hơn. Nó một cách đơn giản là ví dụ như là kiểu thiết kế của nhà chẳng hạn, thì mình thích cái kiểu Scandinavian chẳng hạn, thì mình thích cái kiểu thiết kế nó hơi nhã hơn. Cái này thì nó hơi bị rối loạn một chút so với mắt của mình, cho nên là mình cảm thấy nó cũng độc đáo, nhưng mà với mình thì mình thích nó nhã một chút. Họ làm rất là kỹ luôn nhá. Các bạn để ý là họ làm cái phần viền mép ở bên dưới của sản phẩm nó đều màu vàng, rất là cẩn thận. Mặc dù chúng ta đóng vào như thế này thì gần như không nhìn thấy được, nó chỉ là một tí mép thôi và nó không quan trọng, bởi vì là khi mà chúng ta dùng tai nghe xong ấy thì cái hộp nó vứt. Nhưng mà rõ ràng là họ làm rất là chi tiết và cẩn thận. Cái sản phẩm này thì mặc dù ở phần vỏ hộp nó sẽ ghi là Operation gì gì đấy, rồi thì Junior các thứ này kia, nhưng mà tên của nó sẽ là OS1, Weezer OS1. Dây của chiếc OS1 này là một cái sợi dây khá là đặc trưng, mà nhìn thì 10 ông sẽ phải 9 ông bảo đây là của KZ. Dây là một cái kiểu, nó là dạng kiểu Tết xoắn vào với nhau. Cái kiểu này thì cá nhân mình chưa bao giờ thực sự là fan cả. Mình chỉ cảm thấy rằng là trông nó có vẻ cẩn thận hơn, trông nó có vẻ là nó này nọ hơn cái kiểu dây dạng theo kiểu dây trơn thôi. Thế còn cái dây này thì một khi mà đã rối thì thôi, gỡ thì bo me luôn. Cho nên là khi mà mình nghe, để cho đảm bảo là cái dây này nó ít bị rối, thì mình sẽ chỉ nghe dài tập này thôi. Còn cái đoạn dây thừa thì mình sẽ cuộn lại bằng một cái đoạn dính, nó rất là gọn. Như thế này thì nó sẽ đỡ hơn, còn lại nếu không thì cái dây này sẽ khá là rối. Rắc của chúng ta là dạng rắc chữ L. Mình rất thích rắc chữ L bởi vì mình khá là béo, mặc quần thì quần hơi xít. Khi mà các bạn dùng cái rắc mà rắc thẳng ấy, cho vào trong quần, cắm vào, đút thẳng, thì khi mà các bạn ngồi với những thằng như bé mình béo như này ấy, thì cái dây này nó sẽ dễ bị gập nếu không phải rắc chữ L. Cho nên là mình rất thích những cái kiểu rắc chữ L như này. Ok, đầu thì là mạ vàng. Theo như mình thấy thì hoàn thiện và cắt khá là tử tế. Tất cả các nếp gấp, cắt kia các thứ trông nó cũng vừa vừa phải. Nó không phải là quá xịn như những sản phẩm đắt tiền, nhưng mà nó cũng không bị tệ quá. Ở dưới chân các bạn sẽ thấy ghi là Opera Factory. Phần dây nối là được chia theo cái cả kiểu bằng cục bằng nhựa như thế này. Ở bên trên các bạn sẽ có một cái lỗ mic. Theo như mình tìm ở Google thì con này có một bản không có lỗ mic. Không có mic. Còn con này thì có lỗ mic. Mặt faceplate làm thì thôi, mình nghĩ là cái tầm 5 lít các bạn đố mà tìm được ông nào làm đỉnh hơn này. Nó là một cái kiểu là khó tả. Nó là kiểu như là kiểu mặt kim cương, xong là sờ nó kiểu góc cạnh xoay trong ánh sáng lấp lấy. Đỉnh. Mặt trên faceplate các bạn sẽ thấy có chữ Opera Factory. Rất là giống với cái phần rắc cắm. Cái phần mặt dây này thì mình thấy là in bằng màu vàng nổi. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một vài những họa tiết nhũ lốm đốm nhìn trong suốt, thông từ bên trong ra bên ngoài của cái housing. Nó thật sự là bắt mắt và nó thật sự là đẹp. Mình cực kỳ ưng cái kiểu như thế này luôn. Ở bên dưới cái phần chốt, họ vẫn làm một cái chốt theo kiểu dạng vòng tròn đồng tâm rất là nhỏ xíu. Nó nhỏ như thế này, cái chi tiết nó nhỏ như thế này vẫn làm. Lỗ tai nghe chỉ có mấy trăm nghìn thôi, làm rất là cẩn thận, không thể tin được. Ở phần cái chốt rắc cắm thì cái loại dây này theo như mình bẻ thì mình không thể nó tháo ra được. No hope cho anh em nào muốn thay dây nhá. Phần mặt trong của tai nghe thì nó làm theo kiểu rất là bình thường thôi, dạng nhét tai, và nó sẽ có in left right đầy đủ và thậm chí là cả màu đỏ, màu xanh luôn cho bạn nào thích nhìn màu, đủ hết. Quang đùn mù màu thì đọc chữ cũng được. Bất kỳ một cái tai nghe nào, cái điều quan trọng nhất cũng phải là chất âm. Bên cạnh cái việc là cái thiết kế nó nổi bật, nó đẹp như thế này, nhưng chất âm liệu nó có tương xứng hay không? Đây là cái câu hỏi mà mình cứ đau đáu mình suy nghĩ, bởi vì thật sự là cái trải nghiệm của mình nó không quá tuyệt vời với cái tai nghe này. Có lẽ là do mình đã nghe tương đối quen cái chất âm của KZ ở trong tầm giá rẻ, mà mình cảm giác con này nó chưa đủ sôi thịt như KZ. Cái tầm giá này lúc nào chúng ta cũng cảm giác là nó có phải có một cái gì đấy nó mãnh liệt nhất có thể. Anh em nào mà nghe những thể loại như thế này thường là thích EDM này, thích này nọ, thích máu lửa, thích giật gân,
Nói chung là con này thì nó thiếu một cái chút gì đấy mà mình cảm giác rằng nó sẽ khiến cho mình cảm thấy hừng hực, đeo lên mình cảm thấy nhiều năng lượng, đúng rồi, nó giàu năng lượng, nó giàu năng lượng. Con này nó có một cái gì đấy nó nền nã hơn, nghe nó có vẻ êm hơn. Thực chất cái tính êm của con này thì nghe rất là ok nếu như các bạn kiểu thích nghe nhạc kiểu chill, kiểu nhẹ nhàng các thứ này kia thì nó cũng tương đối là phù hợp. Nó không phải theo kiểu dạng quá beat shape. Các giải của con OS1 nó cho mình một cái cảm giác là tương đối an toàn, cân đối. Mình nghĩ rằng cái sản phẩm này sau một thời gian burn nó sẽ ok hơn nữa. Hiện tại thì theo như quan điểm của mình, nếu như các bạn hỏi mình là tầm giá này so sánh với con nào của KZ và mình thích con nào hơn, thì có lẽ là mình sẽ vẫn thích con ATE hơn một chút, mặc dù con ATE rẻ hơn con này. Vậy thì cái giá trị để mua con tai nghe này là gì? Cái giá trị của tai nghe này mình nghĩ rằng có lẽ đầu tiên nó sẽ chắc chắn không thể thoát được là cái thiết kế của nó. Đẹp, cá tính và thật sự là nó quá là hút mắt luôn. Cái housing của nó rất hút mắt. Hút mắt hơn hẳn con ATE. Con ATE nó chỉ là có những đường nét khỏe khoắn thôi. Nhưng con này thì nó là cả một cái kiểu thiết kế mà theo mình nghĩ rằng mình đánh giá cao hơn rất nhiều so với con ATE. Cái thứ hai là nó cho một cái chất âm nền hơn. Nó cân đối hơn, vừa vặn hơn. Và thật sự để có thể trải nghiệm rõ được cái này thì rất khó. Cái này nếu như các bạn có cơ hội thì có thể hãy đến tận showroom của tai nghe Việt, bảo cho em nghe, nghe chán chê bóc vào hộp cho em nghe. Thế mình có ưng không, các bạn bảo bóc cho em nghe cả mấy con tai nghe của KZ nữa xem có ưng không. So với con Weezer này thì các bạn thấy thích con nào thì các bạn sẽ chọn ra được một cái tai nghe nó vừa hợp với mình. Còn như mình đã nói đấy, sản phẩm này thì mình mượn tại cửa hàng tai nghe Việt. Tất cả những cái đồ tai nghe như thế này mình cố gắng trải nghiệm chính nó nằm ở về chất liệu, thiết kế hoàn thiện và một cái cảm quan của mình về chất âm. Mà mình luôn luôn nói rằng là để có thể có một cái trải nghiệm chuẩn xác nhất, các bạn nên đến tận showroom của tai nghe Việt chẳng hạn, để các bạn có thể trải nghiệm được xem với cái dòng nhạc, với cái bài hát mà các bạn hay nghe nó có phù hợp với cái tai nghe này hay không. Video này là hết rồi, các bạn cũng đừng quên là sản phẩm này mình mượn tại cửa hàng tai nghe Việt, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Còn video này là hết rồi, xin chào và hẹn lại các bạn trong các số video sau. Bye bye. Đi. Ôi. Thử sức. Ôi. 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 Ôi.